Sáng nay ngày 20 tháng 12, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo Tư duy, dịch vụ và chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ du khách cho các đơn vị quản lý các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, mua sắm, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố. Tại đây, các đại biểu đã được phổ biến các tiêu chí cốt lõi về tư duy dịch vụ đối với quản lý, nhân viên và bộ tiêu chí chuẩn, chuyên nghiệp trong kinh doanh dịch vụ du lịch, tác phong, thái độ, xử lý tình huống, đồng thời cùng trao đổi về cách làm kề dịch vụ thật sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Theo các diễn giả tại hội thảo, dựa trên các bộ tiêu chí chuẩn, chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch mà Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã ban hành, các đơn vị cần xây dựng các tiêu chí về thương hiệu, dịch vụ, đào tạo cho nhân viên của mình để đạt được bốn giá trị cốt lõi là phải cung cấp dịch vụ chất lượng và nhất quán, phải kết nối có cảm xúc với khách hàng, phục vụ theo hướng cá nhân và phục vụ tuyệt vời trong suốt quá trình trải nghiệm. Đó chính là những yếu tố quan trọng để có được những khách hàng trung thành. Trước đó, với hướng mục tiêu hướng đến chuẩn hóa tính chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động du lịch dịch vụ, sở du lịch thành phố đã ban hành và triển khai các bộ tiêu chí chuẩn trong phục vụ du khách với các nội dung như tác phong phong cách phục vụ chuyên nghiệp giao tiếp ứng xử và yêu cầu về xử lý tình huống chính sách và đạo đức kinh doanh vệ sinh môi trường cơ sở vật chất và điều kiện kinh doanh đảm bảo an ninh an toàn tại cơ sở